Trong giờ phút chuyển giao của đất trời, với niềm hân hoan của mọi nhà, mọi người dân, có lẽ phải kể đến sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an tỉnh Bến Tre để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân vui xuân đón giao thừa. Các phòng nghiệp vụ trực thuộc công an tỉnh Bến Tre đã tăng cường quân số, chia nhiều mũi làm nhiệm vụ 24/24 trên khắp các địa bàn. Trong tâm thức người Việt, đêm giao thừa là thời khắc vô cùng đặc biệt để tiễn đưa năm cũ và đón chào một năm mới đông đầy niềm vui và hạnh phúc. Đây cũng là thời khắc để các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, mừng tuổi cho nhau và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Các gia đình, nhóm bạn bè, người thân cũng có thể hò hẹn gặp gỡ nhau tại các sự kiện lễ hội, xem pháo hoa mừng đảng, mừng xuân trong không khí tươi vui, hân hoan và rộn rã. Trong bức tranh xuân tràn ngập sắc màu và yên bình của xứ dừa ngày mới là hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bến Tre quên mình phục vụ, đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Họ không đón giao thừa cùng người thân, cùng gia đình, mà bên cạnh là nhân dân, là đồng đội, để cống hiến sức mình, góp nên những mùa xuân thanh bình, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Thật ra là khi nhìn các chiến sĩ rất là vất vả khi mà chỉ dẫn người dân rồi bảo vệ an ninh đến đây thì thực sự là mình rất là tôn trọng và rất là biết ơn họ. Tại vì mình trong khi bản thân của mình thì mình được đi xem, đi chơi gia đình, còn họ thì là họ bắt đầu công việc của họ. Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh Bến Tre đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, huy động tối đa lực lượng phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, phòng ngừa các tình huống cháy nổ. Trong dịp Tết Nguyên đán, để người dân yên tâm vui xuân đón Tết, luôn đặt mình vào trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy để người dân vui xuân đón Tết. Cán bộ chiến sĩ đại đội cảnh sát cơ động thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, xác định vui xuân không quên nhiệm vụ. Phát huy truyền thống anh hùng cùng những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình, các lực lượng chức năng phải làm việc hết công suất, sắp xếp chia ca trực một cách khoa học để đáp ứng được yêu cầu của người dân trong mọi lúc, mọi nơi, trên tinh thần không có ngày nghỉ Tết để mùa xuân bình yên. Bản thân và cán bộ chiến sĩ trong ca trực đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, giúp cho người dân có một đêm giao thừa an lành. An toàn và vui tươi hạnh phúc. Bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trên các mặt công tác, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bến Tre vẫn âm thầm miệt mài với công việc để người dân vui xuân đón Tết an toàn. Để rồi khi nhắc đến các lực lượng nghiệp vụ, người ta lại thấy yêu mến, cảm phục và trân quý, dành những lời chúc đến cán bộ chiến sĩ trong năm mới. Năm mới thì tôi xin chúc các lực lượng chiến sĩ tại tỉnh Bến Tre thì một năm mới đầy sức khỏe, đầy niềm vui và hạnh phúc. Đâu đó tại các gia đình, những người mẹ, người vợ, người con vẫn mong ngóng các anh về sum họp đêm giao thừa. Song chính tình yêu nghề và trách nhiệm cao với công việc, với nhân dân, với gia đình đã giúp cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bến Tre vượt lên tất cả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mang đến một cái Tết an lành cho quê hương đồng khởi, ngày thêm phát triển rạng ngời. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bắn vô nam.